Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi lại đến với tất cả mọi người với một cái clip ngắn hướng dẫn thầy cô và các bạn chúng ta đến với cái cách chúng ta đưa cái bài giảng e-learning lên mạng một cách dễ dàng. Thì trong vòng khoảng 5 phút, mọi người có thể đưa cái bài giảng e-learning lên mạng, sau đó lấy link và gửi cho học sinh qua các ứng dụng xã hội như Zalo, Facebook, vân vân. Vậy cách làm như thế nào? Mời mọi người chúng ta sẽ bắt đầu. Để cái quá trình mà chúng ta đưa cái bài giảng lên trên mạng được nhanh và hiệu quả thì chúng ta sử dụng ngay cái chức năng Google Drive trên cái email của chúng ta, trên công cụ Google của chúng ta luôn. Đấy, để làm được điều này thì mời thầy cô chúng ta, việc đầu tiên chúng ta hãy chọn cái trình duyệt Google Chrome. Đó. Chúng ta hãy vào cái driver. Đấy. Vào cái driver. Đấy. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục trên cái Google Drive bằng cách là nhấn chuột phải chọn thư mục mới. Ở đây nó yêu cầu chúng ta viết một cái tiêu đề, thì chúng ta sẽ viết là bài giảng ngày hôm nay là ngày 14 tháng 9 chẳng hạn. Đấy, chúng ta bấm tạo. Đấy, thì cái thư mục này sẽ được tạo. Và các thầy cô chúng ta chú ý luôn là chúng ta nháy đúp chuột vào và chúng ta mở cái này lên. Đấy, mở cái này lên. Sau đó chúng ta thu nhỏ cái hộp thoại này lại. Đấy, thu nhỏ hộp thoại này lại. Và chúng ta tìm đến cái phần bài giảng mà chúng ta đã xuất bản rồi. Cái bài giảng mà chúng ta đã xuất bản rồi. Cái bài giảng đã xuất bản rồi thì nó có cái dạng định dạng, tức là index, có cái file index.html này, thì đó là cái bài mà chúng ta đã định dạng rồi, chúng ta đã xuất bản rồi. Đó, chúng ta chọn toàn bộ này, kéo và thả vào cái thư mục chúng ta vừa với tạo. Đấy, thì chúng ta đợi một lát, khi mà tất cả các tích xanh này nó tích đủ thì tức là chúng ta đã tải lên đầy đủ. Như vậy khi mà tất cả 1, 2, 3, 4, 5 những cái file mà chúng ta đưa lên cái Google Drive này nó đã đưa lên đầy đủ, thì nó có những tích xanh như này, như vậy là chúng ta đã tải lên hoàn tất. Và chúng ta nhìn trong cái thư mục bài giảng 14 tháng 9 này, nó có cái file gọi là index.html. Thì cái file này chính là cái file để khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ lấy file này làm trang chủ, làm file index. Thầy cô chúng ta lại tiếp tục thêm một cái thao tác cho tôi như này. Ở trong cái file này chúng ta nhìn thấy có chữ quản lý quyền truy cập. Đây, thì chúng ta nhấn vào quản lý quyền truy cập. Chúng ta chọn bất kỳ ai có đường liên kết. Đó, chúng ta bấm xong. Đấy. Sau đó thầy cô chúng ta chọn một cái tab mới. Chọn một cái tab mới. Chúng ta đánh chữ D TVK. D, tức là trang DRV.TVK. Đấy, các thầy cô chúng ta chọn cái trang web này để chúng ta chuyển từ driver lên web. Nó sẽ tự chúng nó tạo cho chúng ta một cái link. Đấy, chuyển từ driver lên web. Chúng ta bấm vào Hot on Google Driver. Đấy. Ở đây thì chúng ta phải chú ý cái email nào chúng ta đang sử dụng trên cái driver. Đấy, tôi đang sử dụng, tôi lúc nãy là tôi tạo cái thư mục trên cái driver của cái email này, thì chúng ta phải chọn đúng cái email đó. Rồi bấm cho phép. Quá trình dò và tự tạo
nó chỉ mất khoảng độ 10 giây thì chúng ta đã xong. Ở đây nó sẽ tạo ra chúng ta mấy cái link, thì chúng ta chú ý cái link đầu tiên là cái link sẽ vào chính xác cái bài giảng của chúng ta. Cái link này chúng ta có thể copy copy cái link lại. Đấy. Hoặc là chúng ta bấm vào cái link đầu tiên đó để chúng ta chạy cái bài giảng. Đấy, cái link này. Cái link này chính là cái link mà các thầy cô chúng ta có thể copy và chúng ta gửi Zalo cho học sinh. Học sinh sẽ truy cập bằng cái link này. Đấy. Đấy, thầy cô chúng ta có thể bôi đen cái này. Đấy, chúng ta bấm copy này. Sau đấy chúng ta gửi cho học sinh sẽ nó sẽ bấm vào thì nó sẽ ra cái bài giảng của thầy cô ở đây. Đấy. Đấy, ở cái môi trường này thì nó cũng chạy rất là mượt mà. Tuy là cái tuy là cái ở trên cái driver ấy, thì nó cái hot driver thì nó hơi chậm, thế nên là nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Đấy. Chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Chúng ta cứ để nó, chúng ta cứ để cho nó chậm một chút thì nó sẽ chạy, nó sẽ load hết thì nó sẽ chạy ổn định hơn. Đấy, như vậy là cái link này, với cái link này thì các thầy cô chúng ta có thể gửi hoàn toàn cho học sinh để học sinh có thể học online một cách rất đơn giản và hiệu quả. Rất mong là tất cả thầy cô chúng ta đều có thể làm được. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở những clip tiếp theo.